Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của TechMart. Samsung và Apple vốn là hai cái tên lúc nào cũng đấu đá nhau quyết liệt trên thị trường smartphone từ xưa cho đến nay. Và từ ngày xưa, iFan luôn ghét Samfan cũng chỉ bởi vì Samsung có những cái nước đi sao chép đối thủ của mình hay là một vài lần quảng cáo đã xéo. Dù có những bước tiên phong trong công nghệ trên điện thoại như là màn hình này, camera, nhưng mà mới đây tại sự kiện Unpacked 2020 đã có không ít những người phải ngạc nhiên bởi vì Samsung dường như một lần nữa học hỏi Apple. Nhưng mà dường như có vẻ điều này cũng không quá tệ và bao nhiêu. Thì cùng mình phân tích vấn đề này trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, mình nhắc lại lần cuối, mình trung lập. Mình sai cả iPhone và Samsung. Bạn nào thích mẫu iPhone hoặc Samsung của mình đang sử dụng thì hãy ghé qua cửa hàng Di Lực Việt để mua nha. Bởi vì S9 Plus hay là iPhone 11 đều có mức giá khá là ưu đãi ở đây. Link mình để đâu các bạn cũng biết ở đấy. Cùng quay lại sự kiện Unpacked 2020 vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Mọi thứ đều đã lộ gần hết nên là nhiều người cũng không còn quá bất ngờ với bộ bài Galaxy S20 mới. Hay là nếu có thì cũng chỉ là với cái chiếc Galaxy Z Flip có một vài tính năng hay ho hay là một cải tiến một chút về thiết kế. Và mọi thứ cứ như vậy cho đến khi Samsung tiết lộ giá bán của từng chiếc S20. Cùng với đó là động thái giảm giá cho S10 Series vừa ra mắt vào năm ngoái. Điều này khiến mình liên tưởng đến chiến lược của Apple sau khi ra mắt iPhone 11. Xong ngay lập tức họ giảm XR và 8 Plus luôn. Nhưng mà Samsung làm điều này thì cũng chẳng có hại gì cả. Hơn nữa thì Apple cũng đâu có đăng ký một cái bằng sáng chế nào về chiến lược kinh doanh của mình đúng không nào. Cho nên là Samsung cũng chỉ học hỏi một chút và người hưởng lợi không ai khác đó chính là người dùng như chúng ta đây. Thì bạn có công nhận cũng chưa, giả sử bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới 100% mà tự nhiên nó được giảm giá chính thức thì ai chẳng mừng đúng không nào. Dù mình biết những chiếc flagship của Samsung đều tụt giá khá nhanh, hơn nữa thì cũng có những chiếc Samsung đã qua sử dụng có mức giá khá hấp dẫn hơn so với bản 100%. Nhưng mà không phải ai cũng đều am hiểu công nghệ và hiểu biết cách để mua smartphone cũ. Cho nên là họ chỉ muốn mua mới 100% chỉ vì lý do an toàn, tránh được cái lỗi vặt để rồi tiền mất tật mang. Và có một lý do nữa khiến Samsung phải học hỏi chiến lược giảm giá sản phẩm cũ giống như Apple, đó chính là tạo sự hấp dẫn cho các đời máy cũ hơn. Trước đây Samsung chưa bao giờ có hành động giống như năm nay. Hồi còn chuẩn bị ra mắt Note 10 Series, Samsung vẫn mạnh dạn bán một chiếc Note 8 với mức giá là 900 USD, cỡ 18 triệu đồng gì đấy, cho một chiếc máy đã 2 năm tuổi. Nghe thú vị phết. Chính vì thế cái việc giảm giá các máy đời cũ giống như là năm nay là một việc đáng để hoan nghênh chứ đúng không nào các bạn. Hãy nhớ vào năm 2019 là năm của iPhone XR. Mình đồng ý là trước khi ra mắt iPhone 11 thì Apple vẫn chưa có giảm giá, nhưng mà sau khi giảm thì XR lại càng bán đắt hơn nữa. Cho nên là các bạn đừng chỉ trích là Samsung copy Apple nữa nha. Mỗi việc kinh doanh cả thôi. Mà nhiều người cũng thấy rằng Samsung S20 Series năm nay chẳng có quá nhiều công nghệ mới. Ba cái thứ nhồi RAM, chip mạnh, camera zoom xa, độ phân giải lớn, màn hình tần số quét cao vân vân đều đưa được các hãng smartphone khác áp dụng trên các sản phẩm của mình rồi. Đặc biệt là các nhà sản xuất smartphone đến từ Trung Quốc. Từ đó mà có ý kiến cho rằng là Samsung lại bước theo trên Apple, bị thiếu đi sự sáng tạo giống như trên iPhone 11 mới ra vào năm ngoái. Nhưng mà các bạn hãy thử ngẫm lại hai câu không phải là thơ này. Apple dù có đi sau, Android đi trước vẫn theo sau Apple. Đó, đúng không? Thì Apple mặc dù có là kẻ đi sau nhưng luôn luôn là người hoàn thiện tốt nhất. Kể cả khi thị phần có bị Android chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng mà Apple vẫn luôn đứng ở vị trí số 1 trong phân khúc cao cấp. Đó là bởi vì Apple thuyết phục được người dùng là iPhone có trải nghiệm tốt hơn so với các đối thủ còn lại. Ví dụ như Face ID đã có từ lâu trên Android nhưng mà mãi đến năm 2017 Apple mới làm. Nhưng mà sau đó thì các hãng khác lại chạy theo nhưng mà không tới. Rồi cả việc lại bỏ jack 3.5mm để ra mắt tai nghe không dây AirPods thì các hãng cũng lại phải chạy theo xu thế này. Ngay cả với Samsung, hãng trung thành nhất với cổng 3.5mm. Tóm lại, mặc dù các hãng có thể cạnh tranh hay là sao chép nhau, nhưng mà người hưởng lợi cuối cùng vẫn sẽ là người dùng. Chính vì thế mà dù Samsung có học tập Apple hay ngược lại thì cũng đừng chê trách ai nhà các bạn. Hãy như mình, yêu lấy cả hai khi quan điểm tốt và sẵn sàng chê nếu như có gì đó xấu. Và đó là những cái suy nghĩ của mình. Các bạn thấy Samsung làm như vậy là tốt hay xấu thì đừng quên để lại comment và like share video này nha. Subscribe luôn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.